Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và trong cái đề tài ngày hôm nay thì quý vị, Báo chí Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay có đăng tin là Công an Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu đăng danh sách truy nã với 6 người ở khu vực Đắk Lắk mà họ cho rằng là liên quan tới khủng bố, tức là tấn công trực tiếp vào cái trụ sở của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và kể cả trụ sở công an. Quý vị, cùng một lượt thì quý vị, trong 6 ngày liên tục thì nước Pháp đã bùng nổ cơn bạo loạn sau khi mà cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi, dẫn tới sự bạo loạn ở nước Pháp kéo dài trong 6 ngày qua. Và quý vị, những vấn đề này đã tác động trực tiếp và khiến cho Hà Nội phải chột dạ và tăng cường cái quyền lực của công an, cũng như gia tăng việc giám sát đối với giới trẻ Việt Nam trong việc mà sử dụng các cái mạng xã hội. Quý vị, tại sao tôi nói như vậy? Là bởi vì tin tức được đăng ra thì công an bắt đầu được tăng cường thêm quyền lực. Quý vị thấy rõ ràng những ngôi sao của ngành công an liên tục đã được đưa tới Đắk Lắk để hủy lạo tinh thần của gia đình những tên công an bị bắn chết ở trong cái biến cố ở Đắk Lắk. Thì quý vị thấy rõ ràng một mặt thì lực lượng công an đang tìm cách trấn an cái lực lượng của mình sau khi mà có cái biến cố xảy ra tại Đắk Lắk. Và quý vị thấy những ngôi sao của công an đều liên tục có mặt tại đây, cho thấy rằng là đang có một cái sự hoang mang, lo sợ trong giới công an, ở ra đặc biệt là những công an ở cấp địa phương. Họ đang e ngại rằng sinh mạng của họ có thể sẽ bị mất bất cứ giờ phút nào khi mà các chính quyền của địa phương đã có những chính sách hà khắc đối với người dân và buộc công an phải bảo vệ cho chế độ tới để mà đối đầu với người dân. Thì quý vị, đám công an này bây giờ rất sợ hãi. Chính vì vậy mà Cộng sản đã liên tục điều tất cả những ngôi sao của ngành công an tới Đắk Lắk để hủy lạo tinh thần nhằm trấn an cái lực lượng bảo vệ chế độ. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy được từ ở trong cái báo chí tuyên truyền của Cộng sản đã đăng ra. Và điều thứ hai, quý vị, trong mấy ngày qua thì báo chí Cộng sản đã bắt đầu nhắc tới nhiều về hai cái hiện tượng. Thứ nhất là họ truy bắt ma túy rất là nhiều. Và thứ hai là có liên tục các cái vụ gọi là băng đảng chém giết nhau ở các cái tỉnh ở từ phía Bắc cho tới phía Nam và kể cả miền Trung Việt Nam. Thì quý vị, những cái hiện trạng này đã liên tục được đăng lên trên mặt báo chí của Cộng sản, cho thấy rằng là Hà Nội đã bắt đầu e ngại vấn đề gọi là giới trẻ không kiểm soát được mình. Và thứ ba là quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bắt đầu siết chặt và đặt ra những luật lệ gay gắt trên Facebook, trên TikTok và kể cả trên YouTube để bắt đầu siết chặt lại tất cả những cái ý kiến ý cò, siết chặt lại những cái nội dung mà Cộng sản cho rằng có thể kích động tới những cuộc bạo loạn và gây ảnh hưởng cho chế độ cai trị. Quý vị, đó là ba cái tin mà chúng ta có được ngày hôm nay và trong tuần này. Thì quý vị, đây là một trong những cái cho thấy rằng là cái chế độ Hà Nội bây giờ đang sợ hãi. Thứ nhất là họ đang phải chọn lựa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong cái cục diện gọi là chung của tình hình kinh tế, phát triển kinh tế và duy trì chế độ cai trị. Thì quý vị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cơn khủng hoảng kinh tế đang xảy ra tại Việt Nam đang khiến cho Cộng sản lo ngay ngáy là tình trạng suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế, dân không có việc làm, tội ác gia tăng, ma túy dùng nhiều và giới trẻ lao đầu vào những cái xung đột trên mạng xã hội có thể dẫn tới tình trạng bất ổn và gây nguy hiểm cho chế độ cai trị hiện nay. Quý vị, như cho tôi đã phân tích trước đây là cái cục thế của Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu, mặc dù Hoa Kỳ không lên tiếng ép
Nhưng rõ ràng cái cục thế này đang buộc các quốc gia ở khu vực chọn một trong hai, tức là chọn đứng về phía Trung Quốc hay chọn đứng về phía Hoa Kỳ. Thì đối với những quốc gia có chung một cái giá trị, họ không có cái gì phải chọn lựa cả. Họ chỉ là cân nhắc cái thời điểm nào để mà đứng về phía Hoa Kỳ có lợi cho họ mà thôi. Riêng Cộng sản Việt Nam thì phải đứng ở chọn lựa. Xưa nay họ chọn vai trò đu dây, tức là họ giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc là đối tác thì họ đi cả hai để họ vừa phát triển kinh tế vừa duy trì chế độ cai trị. Nhưng bây giờ thì cục thế đã đẩy họ không còn thời gian và cũng không có thời gian để phải để tiếp tục đu dây, phải chọn một trong hai. Do đó Hà Nội đang nhức đầu với chuyện này. Và quý vị thấy vừa rồi là gửi Phạm Minh Chính qua trấn an Cộng sản Trung Quốc khi mà chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ghé ngang qua Việt Nam. Thì quý vị thấy rõ ràng là Hà Nội vẫn tìm cách vuốt ve Trung Quốc rất là nhiều. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cuộc bạo loạn xảy ra tại nước Pháp, quý vị, nó bắt nguồn từ cái câu chuyện của cậu thiếu niên 17 tuổi bị bắn thiệt mạng. Nó dẫn tới một cái sự nổi giận của giới trẻ tại Pháp. Mà giới trẻ này là từ 12 cho tới 17 tuổi, gây bạo loạn 6 ngày liên tục ở tại nước Pháp. Và đốt phá, họ cướp bóc, họ đánh đập những người đi đường. Và tình trạng này đã xảy ra tại nước Pháp thì Cộng sản rất e ngại. Bởi vì cái lứa tuổi kỳ này nó tràn xuống đường bạo động tại nước Pháp là từ 12 tới 17 tuổi. Đa số thành phần này đều là những thành phần thích TikTok và thích ở trên Telegram hay là Facebook và YouTube. Thì quý vị, tình trạng này nó đã gây ảnh hưởng tới cái chế độ cai trị tại Việt Nam. Là họ sợ rằng những cái cuộc xung đột của đám trẻ trên mạng xã hội nó sẽ dẫn tới những cái cuộc ẩu đả trên đường phố và xử nhau trên đường phố, và nó đã xảy ra tại Việt Nam ở một số tỉnh thành, và tình trạng này có thể đi vào tình trạng gọi là không kiểm soát được, và nó có thể sẽ khiến cho người dân sợ hãi và lo sợ cho an toàn của mình, dẫn tới cái người dân có thể đưa ra những cái quyết định cứng rắn hơn và có thể ảnh hưởng tới cái lực lượng gọi là duy trì chế độ, tức là cái lực lượng công an, lực lượng để bảo vệ chế độ đó có thể sẽ bị tan rã. Và bên cạnh đó quý vị, cái vấn đề mà ma túy thì quý vị nước nào cũng vậy, giống như tôi nói, nước nào cũng có ma túy, nhưng trường hợp của Việt Nam và Hoa Kỳ khác nhau. Hoa Kỳ cái lực lượng ma túy nó tràn vào Hoa Kỳ và nó gây lên một cái cảnh là những người bị chết vì overdose, tức là dùng thuốc ma túy quá liều mà chết. Thì cái tình trạng này nó đang là cơn khủng hoảng tại Hoa Kỳ. Nhưng ở Việt Nam ma túy không gây chết người. Ngược lại, nó khiến cho thanh thiếu niên ở Việt Nam mất kiểm soát và đưa ra những hành động gọi là quậy phá làng xóm, làm những chuyện gọi là trời ơi đất hỡi. Nó không gây chết người. Và chính tình trạng này nó sẽ đưa tới tình trạng gọi là mất kiểm soát. Bởi vì thanh niên tại Việt Nam hiện nay và giới trẻ Việt Nam hiện nay hoàn toàn bế tắc. Bế tắc là bởi vì họ không có một cái tương lai nào cả. Họ lao đầu vào game, họ lao đầu vào TikTok, họ lao đầu vào Facebook, Instagram hay là Zalo rồi YouTube để họ tìm kiếm cái đường thoát cho họ. Có một số giới trẻ thì kiếm được chút đỉnh tiền ở trong cái mạng xã hội, nhưng đa số những giới trẻ còn lại không kiếm được tiền. Nó chỉ sử dụng mạng xã hội giống như là một cái vỏ sò để nó núp trong đó thôi. Và ngay trong cái vỏ sò này thì vẫn có những cái xung đột ý kiến của đám trẻ ở trong Việt Nam. Đặc biệt là tuổi từ 12 cho tới 18 tuổi đó quý vị. Là nó trốn trong đó để chơi game, trốn trong đó để thực hiện các cái clip ngắn về TikTok hay là Facebook, rồi bắt đầu cạnh tranh gây gổ và cuối cùng nó dẫn ra việc xử nhau trên đường phố. Và điều này đã xảy ra ở một số tỉnh thành. Và quý vị thấy là từ những cái cuộc xung đột trên mạng xã hội nó biến thành cái cuộc chém giết ngay trên đường phố. Và đây chính là một trong những cái nguy cơ mà cái đảng cai trị đang lo ngại. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Võ Văn Thưởng e ngại rằng là các cán bộ đảng viên, đặc biệt là trong ngành công an, có thể sẽ chán nản, có thể sẽ lo sợ và tự động bỏ ngành. Do đó Võ Văn Thưởng mới đề nghị là xóa án tử hình cho cán bộ đảng viên, nhân danh là nhân bản và nhân đạo, để giảm đi cái sự lo sợ và những cái luật lệ trói buộc đối với công an, tức là họ tăng thêm quyền cho công an.
Nói một cách khác là họ tăng thêm quyền cho công an. Biến cố xảy ra tại Đắk Lắk là một cái giật mình cho chế độ cai trị. Cái giật mình, và tới bây giờ thì họ chụp mũ cho những người tấn công đó là khủng bố. Nhưng cùng một lượt báo chí Cộng sản Việt Nam lại đăng chính cái Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị thua kiện trong hàng chục vụ kiện liên quan tới đất đai, nhưng lại cù nhây, nhưng lại mua thời gian và không chịu thực hiện cái án này. Đây có thể là lý do mà nó xảy ra cái biến cố tại Đắk Lắk. Có nghĩa là người dân họ bất mãn với lại cái chính quyền địa phương, những kẻ cai trị ở địa phương có những chính sách hà khắc và có những chính sách gọi là trắng trợn cướp đất của dân, cho tới những cái hành động bị thua kiện rồi mà vẫn không giao nạp đất cho dân, không thực thi tất cả những cái điều được quy định trong cái kiện tụng đó. Chính vì vậy, người dân họ mới bất mãn và họ liên kết với nhau mở cuộc tấn công vào Đắk Lắk. Cho tới giờ phút này, có thể nói với quý vị là tất cả những kẻ tấn công vào Đắk Lắk trực tiếp đều đã biến mất hết. Những kẻ mà Cộng sản bắt được chỉ là râu ria xung quanh mà thôi. Và chính điều này nó mới làm cho cái lực lượng công an bây giờ, tức là các lực lượng công an bảo vệ chế độ ở các cấp địa phương lo sợ. Tại vì với cái vụ án của Đắk Lắk mà không bắt được tất cả những kẻ tấn công, thì điều này có nghĩa là họ phải đánh lô tô mỗi đêm. Họ không biết được ngày nào tới phiên họ trở thành mục tiêu bị tấn công. Do đó quý vị, điều mà Hà Nội sợ nhất là sự tan rã của cái lực lượng bảo vệ chế độ. Và dấu hiệu tan rã đang có. Thứ nhất là tình trạng mà tham nhũng và cái tình trạng ăn chia không đều trong cái tiền thu hàng tháng. Những tên cán bộ đảng viên cấp thấp được chia rất ít mỗi một tháng. Nhất là ngành công an. Tại vì họ thu thuế hàng tháng ở các ban ngành, các địa phương, các cửa tiệm mà quý vị. Tức là luật bất thành văn. 5%, 3% gì đó. Giữa lúc mà những cái cơ sở này cũng liên tục đóng cửa vì kiếm không ra tiền. Nếu không đóng cửa thì vẫn phải đóng tiền trả mặt bằng, rồi phải trả tiền nhân viên, rồi phải đóng tiền thuế ngầm cho công an, rồi đóng tiền thuế ngầm cho xã hội đen nữa. Họ chịu không nổi, họ đóng cửa, cho nên nó ảnh hưởng tới cái nồi cơm của các lực lượng công an rất là nhiều. Tại vì bên cạnh cái tiền mà gọi là tiền lương ra đó quý vị, công an sắm được xe đẹp, sắm được nhà cao cửa rộng, có quyền lực là nhờ cái tiền đen hàng tháng mà họ được chia phần trăm trong các cái ban ngành ở địa phương, rồi các cái cơ sở thương mại ở địa phương. Bây giờ thì tình trạng kinh tế suy thoái, khủng hoảng, người dân kiếm không ra tiền, các công ty liên tục đóng cửa, bị khai phá sản, nó ảnh hưởng tới cái tiền hàng tháng của công an rất là nhiều. Rồi bên cạnh đó quý vị, tức là xưa nay cái chế độ cai trị nó mắt nhắm mắt mở cho công an kiếm tiền bằng kiểu này để nó duy trì cái lực lượng bảo vệ. Bây giờ thì cái nồi cơm của công an đã bị ảnh hưởng, cộng thêm cái vụ tác động của Đắk Lắk, thì quý vị, đám công an rất là sợ. Và nhất là cái cuộc biểu tình tại Pháp, cái cuộc bạo động của giới trẻ tại Pháp, đám công an không biết ngày nào nó trở thành cái mục tiêu tấn công của đám trẻ tại Việt Nam. Tại vì đám trẻ tại Việt Nam bây giờ sống trong bế tắc và họ sẵn sàng xung động, bạo động, không khác gì giới trẻ của Pháp cả. Có điều là nó đang núp ở trong các cái vỏ sò, ở trong các cái mạng xã hội và kể cả game, nó chưa bộc lộ ra thôi. Tới lúc nó bộc lộ ra thì đám công an sẽ nhảy nhõm lên. Tại vì đám này nó liều mạng lắm quý vị. Thứ nhất là nó bị ảnh hưởng bởi ma túy. Thứ hai là tuổi nó còn trẻ lắm, 12 tới 18 mà. Nó bất chấp hậu quả. Và chính lực lượng công an ở Hà Nội bây giờ sợ nhất cái đám này. Mà nó rất đông. Nó rất đông. Chính vì vậy mà Hà Nội bắt đầu có cái chiến dịch đưa những thần tượng của giới trẻ tới Việt Nam để xoa dịu giới trẻ. Hiện tượng của Blackpink là một hiện tượng. Blackpink theo lịch trình diễn là 29-30 tháng 7 này là một hiện tượng xoa dịu của chế độ đối với giới trẻ và đám công an. Quý vị, đây chính là những cái dấu hiệu cho thấy cái chế độ Hà Nội đang sống trong phập phòng lo sợ. Tại vì có nhiều tác động gây ảnh hưởng tới quyền lực cai trị. Và điều này, chính điều này, nó khiến cho cái chế độ cai trị càng lúc càng ngã về Trung Quốc.
Nó vì duy trì cái chế độ cai trị một đảng này, nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cái quyền lực cai trị, kể cả ngã về phía Trung Quốc. Và quý vị, cái cuộc biểu tình ở tại Pháp, thật sự người dân ở Việt Nam và đám trẻ Việt Nam không quan tâm nhiều, nhưng đám cán bộ đảng viên và cái guồng máy cai trị nó quan tâm rất nhiều. Tại vì nó không biết lúc nào đám trẻ nó bùng phát cái kiểu này ở tại Việt Nam, nhất là trong giai đoạn này. Do đó, quý vị, Bộ Thông tin liên tục đã có những cái siết chặt về các cái hoạt động của mạng xã hội, trong đó điển hình nhất là TikTok. TikTok đã bị Cộng sản dí tới nơi tới chốn. Tại vì TikTok là cái nơi mà giới trẻ nó núp nhiều nhất. Và thứ hai, cũng là cái nơi mà nó xảy ra nhiều cái vụ gọi là tranh cãi, mâu thuẫn nhiều nhất ở trên đây. Nó có thể dẫn tới những cái cuộc gọi là xung đột ngoài xã hội giữa các nhóm sinh hoạt ở trên, nhóm trẻ sinh hoạt trên mạng xã hội đó quý vị. Chính vì vậy mà từ những cái cuộc gọi là xung đột cá nhân này, nó có thể bùng phát dây chuyền trở thành một cái cuộc bất ổn xã hội, và cộng thêm cái sự lo sợ của lực lượng cai trị hiện nay. Gần như bây giờ đám công an bây giờ quý vị gặp dân cười dữ lắm, không dám hó hé nữa. Tức là quý vị đã thấy được cái thái độ của đám công an, từ công an giao thông cho tới cảnh sát hình sự, cho tới cảnh sát cơ động. Bây giờ thái độ tụi nó hoàn toàn khác với lại trước cái biến cố ở Đắk Lắk. Trước biến cố ở Đắk Lắk đó quý vị, đám này giống như hung thần, dân gặp là sợ gần chết luôn. Bây giờ nó ra đường nó cười tươi lắm, bởi vì nó không biết được là cái nỗi bất mãn của người dân tới mức độ nào. Do đó quý vị, đám công an bây giờ gần như là đang tìm cách xoa dịu dân chúng. Nào là đưa hình ảnh là đưa tử sĩ đi thi, lấy xe hoa, mô tô rồi chở các học sinh đi thi, rồi đủ kiểu hết quý vị. Đây là cái hành động xoa dịu. Giữa lúc mà cái lực lượng công an đang sống thấp thỏm, thứ nhất là cái nguồn thu đã bị mất đi mỗi một tháng. Thứ hai, cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng không biết ngày nào cháy tới cái ông sếp của mình và tới mình. Và thứ ba, tình trạng mà những cái tên công an bị bắn chết ở tại Đắk Lắk đã là cái hình ảnh ám ảnh đối với lực lượng công an. Do đó quý vị, hiện nay cái chế độ cai trị nó đang tìm cách củng cố tinh thần của lực lượng bảo vệ chế độ, và đồng thời nó tìm cách gọi là xoa dịu đám công an. Trong thời gian tới, quý vị, sẽ có nhiều vụ án được phanh phui ra, và trong đó quý vị, công an sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Bởi vì tất cả các dự án bây giờ, kể cả cái vụ của Novaland đó quý vị, bây giờ là hầu hết lực lượng công an đều có cổ phần trong Novaland. Và Novaland sắp sửa được cứu rồi. Sắp sửa được cứu rồi. Đây là một trong những cái hiện tượng mà quý vị thấy rõ là cái chế độ cai trị đang lo sợ. Thứ nhất là tác động từ bên ngoài, tức là cái chính sách chuyển trục của Hoa Kỳ tại Á Châu. Thứ hai, cơn khủng hoảng kinh tế đang là cái mối ám ảnh lớn nhất của chế độ cai trị. Thứ ba là sự bất ổn xã hội xuất phát từ những cái xung đột trên mạng xã hội. Và thứ tư là vấn đề ma túy. Giống như tôi nói, nước nào cũng tăng cả. Nhưng mà ma túy ở Việt Nam nó khác với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ những người chơi ma túy chết vì overdose thôi. Còn ở Việt Nam nó lại không chết, mà nó trở thành một thứ tưng tửng. Nó quậy phá, nó ra đường, nó đứng, nó leo nghêu, nó cởi trần, cởi truồng ra, nó làm đủ kiểu. Thì quý vị, những cái hành động này nó nằm ngoài tầm kiểm soát. Và ngay cả trong lực lượng công an bây giờ, cái lực lượng mà chơi ma túy cũng không ít nữa. Do đó quý vị, cái chế độ cai trị bây giờ nó rất lo sợ. Nó lo sợ là bởi vì nó ảnh hưởng tới cái quyền lực cai trị. Nhất là trong cái giai đoạn trước mắt, người dân kiếm không ra việc làm. Người dân thì bây giờ kiếm tiền không ra. Cộng thêm quý vị là tình trạng tội ác gia tăng. Cộng thêm cái tình trạng con cái không nghe lời nữa. Bây giờ nó trốn trong nhà, nó trốn ở cái góc nào đó, nó ngồi nó chơi game, nó ngồi nó chơi TikTok bất kể thời gian luôn. Thì quý vị, người dân họ ngán ngẩm cái xã hội này. Tức là họ nhìn ra được cái tiềm năng nguy hiểm cho con em của họ.
tại vì nó không họ không biết được ngày nào đám con em mình chơi ma túy quá liều, không chết mà ra quậy tưng tưng ở ngoài phố, hay là tụi nó tự động hẹn nhau ra chém giết để mà giải quyết mâu thuẫn. Và cũng có thể tụi nó lại lậm vào trong tất cả những cái game, quên mất thời gian luôn. Đây là cái hiện tượng nó đang xảy ra và càng lúc càng tăng rất cao ở tại Việt Nam. Do đó quý vị, báo chí của Cộng sản thì đăng rất nhiều những cái tin tức xoa dịu. Những cái tin tức xoa dịu. Nhưng mà cái lực lượng bảo vệ chế độ bây giờ nó sống thấp thỏm. Tại vì nó không biết ngày nào nó trở thành cái mục tiêu trả thù rửa hận của những người cư dân ở đó. Nhất là cái thành phần băng đảng, đến lúc mà nó nổi điên lên rồi quý vị, nó phê ma túy rồi nó bất chấp hết, thì công an nó cũng coi ra cái gì hết. Nó được, nó chém công an luôn. Thành phần này rất nhiều. Và nó núp ở trong băng đảng. Và rất trẻ, mười mấy tuổi đầu à. Thì quý vị thấy tình trạng này nó càng lúc càng nhiều, và những cái clip này càng lúc càng nhiều trên TikTok nữa. Do đó quý vị, cái bộ thông tin và truyền thông đó, nó lập tức nó yêu cầu phía TikTok là phải giới hạn những cái hình ảnh này lại. Giới hạn những cái hình ảnh này lại. Bây giờ nó lại không có một cái định hướng nào để dẫn dắt dư luận hết. Bây giờ tất cả chuyện trong nước không còn cái gì gọi là lùm xùm để nó có thể hướng dẫn dư luận. Rồi cộng thêm á, là người dân ở trong nước bây giờ họ không nghe những cái báo chí truyền tuyên truyền ở trong nước nữa. Họ có nhu cầu đi tìm kiếm những cái YouTuber, những Facebooker, những TikToker ở bên ngoài Việt Nam. Thì quý vị, đây chính là cái mà cái chế độ cai trị nó lo sợ. Thứ nhất là những sự thật về chế độ cai trị nó càng lúc càng bị phanh phui. Thứ hai, khi mà người dân đã tiếp cận được nhiều thông tin, thì họ có bắt đầu họ ý thức được cái gốc của họ nghèo khó ở chỗ nào, cái gốc của xã hội bất an nằm ở chỗ nào, và cái gốc của con cái họ sử dụng ma túy ở chỗ nào. Họ tìm hiểu được thì quý vị, đó là cái nguy cơ lớn nhất mà cái chế độ cai trị đang phải đối diện. Chưa kể quý vị, vì thỏa hiệp trong cái việc cai trị, họ đã châm chước cho rất nhiều những tên gọi là cường hào ác bá ở khu vực. Họ đã cố tình mắt nhắm mắt mở cho những công ty bóc lột sức lao động của công nhân. Rồi họ cấu kết công an xã hội đen để mà có thể khống chế ở một cái khu vực nào đó. Thì quý vị, điều này giống như là người dân bị ép tới đường cùng. Bây giờ thì chưa phải mức tới đường cùng. Nhưng đi thêm vài tháng nữa, một năm nữa, tình hình này nếu không thay đổi, thì người dân không còn cách nào khác, họ phản kháng. Và khi họ phản kháng thì quý vị, chế độ cai trị nó sẽ thấy được cái quyền lực của nó lung lay. Do đó, cái cuộc bạo động tại Pháp hay là cái cuộc gọi là tấn công vào Đắk Lắk, nó đang khiến cho Hà Nội phải bị chột dạ. Tại vì nó không phải là một cái hiện tượng, mà nó đang trở thành một cái xu thế. Nếu là hiện tượng nó chớp lên rồi nó tắt đi, thì coi như cái chế độ cai trị nó không sợ đâu. Nhưng nó sợ nhất là cái này nó biến thành một cái xu thế. Cái xu thế có nghĩa là càng lúc càng có đông người hơn, càng lúc càng có cái đám đông nó càng rộng hơn, nó nhân ra lớn lên đó. Thì đây mới là cái sự uy hiếp của chế độ. Bởi vì quý vị, nó ra sức nó kèm kẹp rất là nhiều. Nó ra sức nó kèm kẹp rất là nhiều. Nó huy động cái lực lượng dư luận viên, nó huy động cái lực lượng công an để bắt đầu tăng cường cái mức độ tuyên truyền. Nhưng bây giờ quý vị, ngay cả công an nó còn lo cho nó không xong nữa. Tức là bây giờ nó còn đang sợ ngày nào không biết mình bị thịt đây nè. Thì đừng nói tới cái đám dư luận viên. Đám dư luận viên mấy tháng nay quý vị là thấy là rút đầu rút cổ hết rồi. Nhất là sau cái biến cố Đắk Lắk. Lúc bình thường thì mạnh miệng trên mạng xã hội lắm. La làng lo xóm binh vực cho chế độ lắm. Nhưng mà từ khi xảy ra cái biến cố ở Đắk Lắk đó quý vị, thì nguyên cái đám dư luận viên này mất tiêu hết à. Mất tiêu hết luôn. Là bởi vì nó bắt đầu nó sợ. Tại vì công an mà còn bị giết được thì tụi nó không có nghĩa lý gì cả. Khi người dân nổi điên lên và khi người dân nổi giận và cái đám gọi là phê ma túy nó nổi giận lên thì đám dư luận viên này không có cửa với nó đâu. Nhất là cái thành phần mà du đảng ở tại Việt Nam rất đông. Thì quý vị, đây chính là cái hậu quả và đây chính là một cái viễn ảnh mà quý vị đang phải đối diện. Một xã hội đầy bất an, một chế độ càng lúc càng hà khắc hơn. Và lực lượng công an được
tăng thêm quyền để trở thành những hung thần ở trong cái khu vực của vị sinh sống. Thưa quý vị, đó là cái mầm móng của một cái sự gọi là sụp đổ của chế độ. Khi một chế độ nó tăng cường quyền cho công an, nó siết chặt luật lệ và nó làm đủ trò để ta tự ca ngợi mình hay là tự tô hồng cho mình, thì quý vị, chúng ta nhìn thấy được sự suy yếu của chế độ. Nó làm tất cả những điều này để che giấu sự suy yếu của nó. Và thứ hai là sự chọn lựa. Giống như tôi nói, bây giờ Cộng sản đã được Hoa Kỳ châm chước cho 28 năm. Nhưng mà 28 năm qua, họ vẫn duy trì hiện trạng, không muốn cải tổ chính trị, vẫn muốn phát triển kinh tế. Bây giờ cái thế của Hoa Kỳ và Trung Quốc đối đầu nhau, không còn là đối tác nữa. Thì quý vị, Cộng sản cũng không còn thời gian để mà tiếp tục gọi là đu dây ở giữa nữa. Chính điều này nó càng làm cho cái chế độ cai trị hiện nay càng rối trí thêm. Đó, quý vị thấy ngày hôm nay Võ Văn Thưởng lên tiếng rồi đó. Là phải châm chước án tử hình. Miệng thì nó là cho người dân, lấy danh nghĩa là nhân đạo, nhân bản, nhân văn. Nhưng mà trên nguyên tắc, Võ Văn Thưởng đang thúc đẩy một cái luật để mà gọi là làm nhẹ đi sự lo sợ của công an. Tức là xóa đi những cái án tử hình. Nhằm giúp cho đám công an có thể có thêm quyền lực và không e ngại gì hết. Lỡ có phạm tội cùng lắm bị kết án tù thôi. Vài năm sau được ân xá. Không bị kết án tử hình. Đây là một trong những cái cuộc gọi là kích thích cho cái sự trung thành của các đảng viên. Quý vị, những hành động này chúng ta thấy rõ lắm. Ở bên ngoài, ở trong Việt Nam tôi không biết quý vị có nhìn rõ không. Nhưng bên ngoài chúng tôi nhìn rõ. Nó cho thấy cái bản chất suy yếu của chế độ. Suy yếu trên mọi mặt. Kể cả quyền lực. Suy yếu trên mọi mặt, kể cả quyền lực luôn quý vị. Và quý vị thấy vừa rồi Phạm Minh Chính bay qua Trung Quốc. Gần như là kiss ass, nịnh bợ. Là bởi vì quý vị, họ đang đối diện với nhiều thách thức. Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng năng lượng. Và bây giờ sắp sửa bước qua cơn khủng hoảng xã hội rồi. Do đó, cái chế độ cai trị này càng lúc càng nghiêm khắc, càng lúc càng gọi là hà khắc hơn. Quý vị, nhưng mà giống như tôi nói, càng hà khắc thì sự bất mãn càng bùng phát mạnh. Và dấu hiệu cho thấy có lẽ trong một vài năm tới, Việt Nam sẽ có biến đổi. Cái biến đổi này là do chính sự duy trì cái quyền lực cai trị của chế độ cai trị. Do đó, nó dẫn tới một cái hiện trạng tôi chưa biết nó sẽ xảy ra một cái màu sắc nào, một cái kịch bản nào. Nhưng chắc chắn với cái đà này thì dần dần quý vị, người dân sẽ chịu không nổi nữa. Người dân sẽ chịu không nổi nữa. Nhất là tình trạng đối diện ở trước mắt những khó khăn cuộc sống. Có lẽ tới lúc mà người dân Việt Nam phải thay đổi cái vận mạng của họ. Thì đây là cái giai đoạn mà tôi nghĩ là thích hợp cho họ. Nhưng tôi chưa biết đến chừng nào họ mới chịu làm điều này. Thì có lẽ rằng là nó phải mất thêm một vài năm nữa. Không phải ở trước mắt quý vị. Nhưng mà ở trong một vài năm nữa. Khi mà người dân đã không còn gì để mất. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong trong cái tình hình của chế độ cai trị hiện nay. Đối với những cái biến động đang xảy ra. Kể cả cuộc bạo động tại nước Pháp. Kể cả cuộc tấn công tại Đắk Lắk. Cho thấy rằng cái chế độ này nó đang lo sợ rất nhiều. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!